Thiên ơi, tôi có xin mấy quả gấp cho bạn nhé. Vâng. Cái cô bà coi cái cuốn với cháu nhé. Cảm ơn bà nhé, cháu xin bà cháu về đây. Thank you.
lấy chị 100 cái đây sáu nghìn, ba 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 cháu không nhìn thấy đường à? Không. Yeah, cháu đi đâu về? Cháu đi nhà bạn về mà bây giờ không có ai. Thế à, cô đưa cháu về nhá. Cô đưa cháu về một đoạn nhá. Cô, cháu đi đâu chờ cô nhá. Cháu bám vào xe cô nhá. Vâng. Đi theo cô nhá. Về đến nhà rồi. Về rồi. Được rồi. Dạ vâng. Chị ơi vào đây em mua áo đẹp cho chị này. Được.
thử mặc xem vừa không? Em mặc cho chị nhá. Được. Chị đứng ra xem nào. Thế nào. Đẹp quá. Vâng. Đẹp. Mặc được 6 đi em với. Ngâm gạo nếp cho em chưa? Đúng rồi. Vâng, để tí xong chị ở với cháu. Em đi xôi cơm gấc nhá. Vâng. Tối nay chị em mình ăn. Ah!
Cảm ơn Diếp nha. Vâng ạ, không có gì ạ. Đó cả bà nha. Chào Diếp. Ngoan nha Diếp nha. Vâng. Ông ở nhà không hả? Có, ở nhà luôn. Dạ vâng. Ông xuống tắm giờ một tí hả? Cháu làm xôi gấc mang biếu ông một nắm rồi. Dạ vâng, cảm ơn cháu nhé. Dạ vâng ạ. Cháu chào ông, cháu về đây ạ.
thiếu mùi này. Em về rồi. Mua rồi. Thế mẹ em đi. Con con nè. Ơi, mẹ về đây rồi. Oh.
ăn cơm đi. Mình xe rượu kìa chị ơi, đi gọn vào một chỗ. Chị ơi, họ ngã rồi chị ơi. Không ạ? À? Anh. Chị ơi, anh ấy ngã rồi. Ta giấc. Sang kêu em đỡ anh ấy dậy với chị ơi. Sao thôi? Dạ anh có về được không ạ? Chị ở đây đỡ anh đấy, để em đi lấy xe để anh ấy về nhé. Được. Chị. Bây giờ chị dạ. Của em lấy anh con lên xe này để đưa anh về nhà. Anh ơi, anh lên xe đấy, em cho anh về nào. Chị ơi, hộ em đẩy đi nhá. Đi đường cô thấy cô lấy về hộ cô dù bố vào nhà đi. Được rồi, cô lấy bố vào giường nghỉ đi.
Cháu lên chăn đắp cho bố anh nhá. Khỏe nhá hai cháu nhá. Cháu cảm ơn cô. Ừ. Coi bố nhá cháu nhá, bố say rượu ấy. Chị ơi, dạ. Cho em xin một tí chân châu về cho xuống bao nhé. Vâng, đi đi. Chị có bao không ạ? Cho em xin một cái bao. Bao có mà. Dạ, chị bao. Cho em xin một cái bao. Vâng. Dạ vâng, em lấy phân xuống rau. Thank you.
Rồi, em dậy trước mẹ nhé. Mẹ Trường. Mom. Xuống ăn sáng đi chị. Nóng lắm chị ạ. À. Cho em lấy bắt con cho chị. Không. Về. Bắt bé. Chị ăn thì vâng. Nóng lắm cái má thường lắm. Nghe này mẹ rút không không? Để con rút mồm nào. Im mà con ơi.
nhà nhá. Em với cháu đi lấy quả bán. Chào chị nhá. Chào em. Chào chị, nhờ bán quả tí. Vâng.
Đây là chúng ta. Để bà mua cái này. Dạ vâng. Đi không chị? Đi hai đứa, hai thằng đi thôi. Được. Đi nha. Vâng, vâng. Làm tốt vào nha. Vâng, vâng. Đi, hai thằng đi. Quả đi cháu. Ai cho cô bán quả đi? Cho cô ngồi nhà một tí thôi. Đây là nhà cháu ạ. Nhà cháu cho cô ngồi nhà bán một tí nhá. Thế bây giờ cô có đi không? Cháu cho cô ngồi đây bán một lúc nhá. Nếu mà cô không có tiền thì cô đi ra chỗ khác mà bán. Cho cô ngồi bán một tí thôi con. Cô... Thế này không được, cô ra chỗ khác bán đi. Đây đây nhà cháu. Đường cửa nhà cháu. Cô ngồi bán rồi. Cô đi đi. Cô không có tiền thì cô đi đi. Đây có chuyện gì mà căng thế nhỉ? Cái cục đúng là cái cô này bán chất của nhà cháu cho cô ý. Nhưng mà cô ấy con nhỏ. Thế bây giờ anh em không thấy người ta có con nhỏ, bây giờ cho người ta ngồi bán một tí cũng được mà. Cái này cháu không đồng ý ạ. Bây giờ chú bảo cô đi đi ạ, đi chỗ khác đi ạ. Sao lại không đồng ý? Người ta con nhỏ còn mua sữa các thứ, bỉm sữa cho con. Bây giờ cho người ta ngồi bán. Vì đây là nhà cháu không đồng ý ạ. Cửa nhà cháu cũng không đồng ý cho cô bán đây ạ. Bây giờ chú bảo cô dọn ra chỗ khác bán. Thế là ý định là không cho ngồi ở trước cửa nhà cháu ấy gì? Đúng ạ. Được rồi, để lát các bảo giấy dọn đồ về. Lần sau thì nói nhỏ nhẹ thôi, người ta con nhỏ nữa, mình không phải quát tháo như thế đâu. Được rồi, bây giờ thì cháu đi đâu thì đi đi. Đất, chú khắc bảo ở chị ấy dọn đồ. Thế chú bảo hộ cháu nhé. Rồi, nhất trí. Rồi, bây giờ thì các cháu không cho mình bán ở đây nữa, thì bây giờ mình dọn đồ về thôi. Khác mình để chỗ khác trước cửa nhà người ta, hôm nào mình đi về nhá. Vâng ạ.
Vâng ạ. Chị ơi, bà đang uống sữa này, em mua sữa cho chị. Vâng. Chào đấy. Chồng buồn đấy. Chồng chào khóc đấy. Đấy. Nhưng hôm nay em đi bán quả không cho em ngồi bán. Vâng, em xin chị ạ.
cho này. Em à. Mẹ thương. Chào chị ạ. Cho lên trước. Đây cho em hỏi hai người cắt cam đó không? Có chị ạ, nhưng mà con nhỏ này sao làm được? Em nhờ chị giúp em coi cái cún đó ạ. Vâng, cái đây là em trông cho. Kia gùi kia. Dạ vâng. Em cảm ơn chị. Đây gùi đây chị ơi. Thank you.
Ôi ngon à ngon. Đấy. Ngủ rồi. Đói rồi. Nó có cái nghề lạ rồi. Cắt. Thế gần bán. Cắt đi chắc biết không có lại. Để phúc cho không rút được đâu, vào đây nó vòng quá. Vòng có mỗi một vòng thôi mà tháo khó thế. Cười đi chạy nó. Lấy mấy quả cam này cho em bé. Dạ vâng. Mẹ yêu, mẹ yêu. Thank you.
Thu ơi, Thu, con làm sao vậy? Thu, Thu, cô làm sao thế? Hà Thu, cô tỉnh lại đi. Thu, Thu, cô tỉnh lại đi cô. Tỉnh lại đi cô. Thu, tỉnh lại đi Thu. Tỉnh lại đi cô. Tỉnh lại đi cô. Đâu, đâu đó. Đi sao vậy? Đâu rồi? Nè em ở ngoài kia thấy cô ấy nằm ở ngoài đồng kìa. Dạ. Đấy, chú em chào. Sao đấy? Làm sao đấy? Đấy, chị dùng cái cuốn cho em. Để em gặp ấm nước đây. Thank you.
Cho mẹ nhá. Chị trông cháu em nhé. Dạ. Em đi ra ngoài. Với lại nồi cháo cho em với nhé. Dạ. Em đi ra ngoài mua thuốc cho Thu. Tí mình ăn cháo rồi mình uống thuốc. Dạ. Cô tỉnh à? Nãy tôi thấy cô ngất ở ngoài ruộng kia nên tôi kêu cô về. Tôi đỡ cô dậy. Thằng ông bắt cháo rồi uống thuốc vào. Anh bỏ tôi ra. Anh đi về đi. Anh bỏ tôi ra. Anh đi về đi. Ngồi dậy. Ăn bắt cháo không à, uống thuốc. Anh về đi, anh về đi, anh kể tôi. Nào. Anh về đi, anh về đi, anh về đi, anh về đi, nào. Anh về đi, anh kể tôi ha, anh kể tôi, anh về đi, anh về đi, anh kể tôi, anh đi về đi. Cô ăn bát cháo vào cho khỏi. Tôi không ăn. Cô có ăn không? Tôi bóp mồm đút vào cho đấy. Tôi không ăn. Nào.
Ăn vào còn uống thuốc chứ. Còn con nữa. Còn bé thôi. Con ăn đi. Con nữa, còn bé. Con ăn đi. Cô ngồi sang bên kia cho ăn nó thoải mái. Con đi, còn chăm con. Chào anh, mẹ cứu tôi. Cô người tình cảm bao năm vợ chồng rồi. Chẳng thấy thấy cô như vậy tôi không cứu. Anh đã sợ mặt tôi, anh chỉ tôi là mình. Cô còn con nhỏ nữa, phải giữ sức, chăm con nữa chứ, cô ăn đi. Tôi để quần áo của cô đây, đồ đạc của cô đây nhá. Mình đi về đây. Đi rồi. Chào.